Sáng nay, Quận ủy Hải Châu tổ chức hội nghị triển khai báo cáo số 132 của Đoàn Giám sát Hội đồng Nhân dân thành phố về công tác quản lý sử dụng vỉa hè các tuyến đường Bạch Đằng, Trần Phú, Trần Quốc Toản, Hùng Vương, Yên Bái, Lê Hồng Phong và đường Thái Viên trên địa bàn quận Hải Châu. Theo báo cáo, hiện trên địa bàn quận Hải Châu có 7 tuyến đường thuộc 5 phường Hải Châu 1, Hải Châu 2, Phước Ninh, Thạch Thang và Thuận Phước. Vẫn còn hộ kinh doanh buôn bán lấn chiếm vỉa hè, đậu đỗ xe máy ô tô trên vỉa hè, lấn chiếm lối đi bộ, tình trạng hạ tầng cơ sở xuống cấp mất mỹ quan đô thị. Trên cơ sở kiến nghị của Đoàn Giám sát Hội đồng Nhân dân thành phố, Quận ủy Hải Châu đã triển khai làm rõ cơ sở pháp lý và các chính sách liên quan khai thác cho thuê sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông và thu nộp ngân sách, góp phần phát triển nguồn thu địa phương, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án các bãi đỗ xe công cộng, khảo sát, đề xuất cải tạo, nâng cấp vỉa hè, hệ thống thoát nước một số tuyến đường đã xuống cấp, không đảm bảo thoát nước, gây bụi hôi, làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân, an toàn cho người đi bộ và mỹ quan đô thị. Đề xuất dự án thí điểm tuyến đường kiểu mẫu Lê Hồng Phong, đoạn từ Hoàng Kiều đến Bạch Đằng, tăng cường tổ chức thông tin, tuyên truyền cho dân dân trong việc chấp hành các quy định về trật tự đô thị, xây dựng quận Hải Châu là đô thị văn minh hiện đại.